Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Máy Xúc Cần Cổ và Seven. Rất là vui lại được phục vụ tất cả quý khách hàng thân thương trên kênh Máy Xúc Cần Cổ và Seven. Hôm nay ở trên màn hình của chúng ta thì bên mình đang có một em Dosan đời 2006 mới về bãi nhé. Cái gầu kia là bên mình về là tháo ra để gầu xúc cát, xúc đá làm, còn gầu nguyên bản vẫn ở ngoài. Anh chị nào mua thì bên mình sẽ lắp lại đối với bạn. Nói sơ qua một chút về em Dosan đời 2006 này thì cái sơn zin hai chân khỏe như nhau, mâm không nhịp, quay toa thì rất là ổn định, quay nhanh như kiểu trần và trong chóng nhé mọi người nha. Đặc biệt là không nhịp nhau, máy không bổ hơi. Điều đặc biệt ở em này là đường búa thứ là đầy đủ sơn và zin, chỉ luôn. Cái này chỉ có bế về là chúng ta đổ dầu đi làm thôi, không phải đắn đo bất cứ một điều gì ở trên em Dosan đời 2006 hay cả. Ngoài ra bãi của chúng tôi có những là những dòng như Kobeco, Dosan, Hyundai, những các dòng để cho tất cả các hàng lựa chọn. Và trong suốt thời gian qua thì các anh chị cũng đã biết rằng là dịch bệnh thì mình khá là nhiều, anh chị nên phải đi nghỉ được. Chúng tôi có ba cơ sở bãi chính của chúng tôi ở thành phố Buôn Ma Thuột, và hai bãi còn lại là một là ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và bãi thứ hai là ở Dĩ An Bình Dương. Anh chị em nào đang ở những ba điểm này có ý định mua máy, hãy đến tận nơi của chúng tôi để coi và thử cho mình một cái sản phẩm mà chúng tôi đang có, cho mình cái sản phẩm yêu thích nhất, bền bỉ nhất và vừa túi tiền nhất. Rồi sơ lược một chút về em này thì máy lạnh còn đầy đủ, lạnh còn đầy đủ luôn. Em chỉ về đơn ra là chúng ta mát cái nhẹ thôi. Giá cả quan trọng là cái giá ở đây mình sẽ bán cho tất cả quý khách hàng thân thương Dosan này với cái giá là 220 triệu. Máy còn chỉnh chu. Mọi người nhớ đăng ký kênh cũng như là cái bạn Zalo qua số điện thoại ở góc trái màn hình của video, mình sẽ để số điện thoại đó và anh em có thể gọi điện trực tiếp với bạn Zalo, sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất của em Dosan đời 2006 này qua Zalo cho khách hàng thương. Và vừa rồi thì dịch bệnh thì anh chị em ở gần xa không đến coi được máy thì chúng tôi đều quay kỹ video cũng như là những hình ảnh chi tiết nhất từng sản phẩm của chúng tôi, và tôi chuyển máy về đến nơi và có tận cổng của những khách hàng. Và thông qua video này thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý khách hàng thân thương trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ mua máy online qua kênh Máy Xúc Cần Cổ của CDN. Một lần nữa rất là xin cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ những sản phẩm mà chúng tôi có và cũng như là bán máy của chúng tôi đều có với phương châm uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng. Chị em đang có nhu cầu mua dòng máy xịn thì hãy đến với kênh Máy Xúc Cần Cổ của CDN. Có ba cơ sở ở thành phố Buôn Ma Thuột, hai nữa là quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và ba nữa là ở Dĩ An Bình Dương. Ngoài ra chúng tôi còn những dòng Hitachi 60-5 còn hai con, và bãi này của chúng tôi đang ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận máy về số làm việc vật liệu xây dựng, cho nên là máy làm rất là nhẹ, không làm nặng bao giờ cả. Và cái thứ nữa là chúng tôi nhận máy về là sẽ cho các dòng máy này đi một thời gian 3-4 ngày để xem cái máy cũng như là phụ kiện đi cùng bên chân cẳng máy thanh toa, và xem máy có dụng cụ gì không thì chúng tôi mới chào bán cho quý khách hàng thân thương. Với phương châm bán hàng chất lượng và uy tín thì quý khách hàng có thể đến bãi máy của chúng tôi thử cho mình sản phẩm để ưu ý là vừa túi tiền. Anh chị em ở xa thì có thể mình gửi những hình ảnh chi tiết cũng như là quay trực tiếp qua Zalo cho tất cả quý khách hàng để anh chị em có thể mua qua hình ảnh. Đằng sau cái video này cũng như là tất cả những video khác thì chúng tôi đều số điện thoại
gửi những cái hình ảnh bờ bơm chân cẳng máy, nói chung là những hình ảnh mình thực tế để cho quý khách hàng xem qua hình ảnh. Mọi người xem video của kênh máy xúc quần cầu và xe ben thì cho bên mình một like, một share, một chia sẻ, một đăng ký kênh, để nhất là anh chị em xem video xong nhấn nút đỏ ở góc trái màn hình để đăng ký kênh. Mỗi lần kênh của chúng tôi có những sản phẩm tăng lên kênh thì sẽ báo về điện thoại cho khách hàng, khách hàng sẽ xem ngay được cái sản phẩm của chúng tôi. Và những cái sản phẩm mà quý vị cũng như là quý khách hàng đang cần mua thì sẽ xem được ngay, không bỏ lỡ cái sản phẩm mà quý vị đang tìm. Bãi máy của chúng tôi thì bãi chính là ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Bãi thứ hai thì chúng tôi đang ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Bãi máy thứ ba của chúng tôi là ở Dĩ An, Bình Dương. Đó là ba máy và cái máy chủ là chỉ ở gần khu vực đó, có thể đến tận nơi để xem sơ để chọn cho mình những cái sản phẩm vừa tiết kiệm nhất. Ngoài ra chúng tôi còn cái dòng 07 Odeco Hyundai, rất nhiều cái dòng to. Và ngoài ra chúng tôi còn cái máy cũng như là nhận săn lấp mặt bằng ở khu vực Tây Nguyên. Trên màn hình thì các bạn thấy ở trên đông cát kia là một em X60-5 rồi, em đó thì mình đang bán là 380 triệu. Còn một bên góc trái màn hình kia là một em 60-5 luôn, có 5 rồi, thì chúng tôi bán với giá tiền là 405 triệu, chút thương lượng cho anh chị em về làm ăn nó suôn sẻ. Cái gầu này gầu là bên mình chế lại nhé, gầu là bên mình chế lại để làm sao là về đến bãi mình tháo gầu lên ra để gầu này ngày lại nắp gầu này vào để xúc cả đá sỏi phục vụ công trường công trình. Riêng dòng Dosa này thì máy móc rất là ok. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình và mình sẽ gửi thêm nhiều video nữa quay cận cảnh cho quý vị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng thân thương ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều siêu phẩm cũng như sản phẩm từ bên kênh Máy Xúc Quần Cầu CBN. Xin chào và hẹn gặp lại.